Đây là iPhone 14, còn đây là iPhone 14 Plus. Plus chứ không phải Max nha anh em. Và cái này nó sẽ thay thế cho cái iPhone mini. Từ cái iPhone rất là nhỏ chuyển cho cái iPhone rất là lớn. Và như vậy anh em sẽ thấy được nhiều hơn, chơi game đã hơn, coi video đã hơn. Mình nghĩ rằng nó là cái iPhone quan trọng nhất của năm nay. Rồi xin mời anh em. Chào anh em, đây là iPhone 14 Plus. Đây là cái dòng mới. Apple sẽ không làm cái dòng mini nữa và chuyển sang dòng lớn. Như vậy là cái phiên bản 6 inch 7 sẽ thay thế cho cái phiên bản nhỏ xíu kia. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ có một cái điện thoại to hơn rất là nhiều cho cái dòng bình thường. Ngày xưa muốn mua dòng to thì anh em phải mua cái dòng Pro Max, tốn tiền lắm. Và bây giờ Apple làm cái dòng Plus, tức là dòng bình thường nhưng mà nó to hơn đó. Về cơ bản thì nó là một chiếc iPhone với cái cúp camera ở phía trên, FaceTime giống như những cái đời iPhone đời trước. Tuy nhiên nó giống cái đời 13 hơn bởi vì cái cúp FaceTime này nó nhỏ hơn đó. Và nó có một cái màn hình 6 inch 7, độ phân giải cao, màn hình rất là sáng. Và tuy là 6 inch 7 nhưng mà khi mình cầm lên thì mình cảm thấy nó không quá nặng đó. Và một cái đặc điểm mà anh em thấy rằng là ở cái điện thoại này là chúng ta sẽ không thấy cái khay SIM ha. Đối với phiên bản iPhone ở Mỹ á, thì Apple sẽ chuyển sang dùng eSIM 100%, không còn cái SIM vật lý nữa. Như vậy chúng ta sẽ không có khay SIM. Hy vọng là những phiên bản của các nước khác sau này thì cũng sẽ làm theo cái phiên bản của bản Mỹ này, chúng ta không cần khay SIM nữa. Như vậy cái điện thoại nó sẽ bền bỉ và cứng cáp hơn. Cái chiếc iPhone 14 Plus này sẽ dùng chip Bionic A15, do đó là nó sẽ giống cái phần 3 Pro trước. Tuy nhiên anh em biết rằng là nó dựa vào cái iOS 16 mới, do đó nó sẽ mang rất là nhiều cái trải nghiệm tốt. Rồi về camera trước thì chúng ta sẽ có cái khả năng autofocus ha, đó tự động nó sẽ lấy nét đó. Còn camera sau thì nó sẽ gồm hai camera 12 megapixel, một cái thường và một cái ultra. Và dựa vào cái hệ phần cứng cũng như là cái nền tảng phần cứng mới thì nó sẽ chụp hình low light, chụp hình tối, chụp HDR tốt hơn. Và cái diffusion ở trên cái iPhone 14 Plus hay là 14 này thì nó sẽ có nhiều lớp ảnh hơn và nó mang lại cái hình ảnh tốt hơn nhiều so với lại những đời trước. Đây là cái phiên bản màu xanh và chúng ta sẽ còn những cái phiên bản màu khác nữa thì mình sẽ quay cho anh em coi. Rồi, bên cạnh cái iPhone 14 Plus thì nó là cái iPhone 14. Thì iPhone 14 này sẽ là cái iPhone có kích thước bình thường, tức là nó giống cái iPhone 13 hồi trước. Và anh em thấy rằng là nó cũng có cái body được làm bằng nhôm tương tự như cái iPhone 14 Plus. Và hình dáng của nó thì nó tương tự như cái iPhone 13. Cho đó là như mình đã từng nói, nếu như em đang xài iPhone 13 thì anh em không cần thiết phải nâng cấp lên iPhone 14. Còn em đang xài 12, 11 này nọ thì anh em mới cần phải nâng cấp lên iPhone 14. Bởi vì iPhone 13 hay 12 hay 11 cũng chạy được cái iOS 16, do đó là nó sẽ có những cái trải nghiệm tương tự như vậy. Và ở cái iPhone 14 này anh em thấy rằng là không có khay SIM, nhìn nó đã ăn rất là nhiều đó. Mình nghĩ rằng là cái iPhone mà thu hút nhất năm nay đó là cái iPhone 14 Plus. Bởi vì anh em không cần phải mua một cái iPhone đắt tiền nhưng mà anh em vẫn có thể có một cái trải nghiệm màn hình lớn hơn trên iPhone. Màn hình lớn hơn thì anh em sẽ coi phim đã hơn, chơi game đã hơn và xem nội dung nó cũng to hơn so với lại đời trước. Và như vậy nó mang lại cái trải nghiệm tốt hơn nhiều. Hồi trước thì muốn màn hình lớn thì chúng ta phải mua cái Pro Max, nó tốn tiền rất là nhiều. Rồi, xin cảm ơn anh em.